Tuổi tôi đã cao, nói với quý vị, sống ở đời không lâu nữa, tôi sớm đã muốn đi rồi. Quý vị không trân quý lời nói, sau này không còn ai nói cho quý vị nữa. Do vậy tôi bảo mọi người, vì tuổi tác của họ kể ra cũng chưa cao. Nói chung cũng gần 50 tuổi rồi, vẫn còn được hay sao? Tôi thấy các đồng học trong Tịnh Tông học viện chúng ta nói chung vẫn chưa đến 55 tuổi, vẫn còn kịp chán. Nếu đến 65 tuổi mà chẳng có thành tựu gì thì thôi rồi. Muốn thành Phật, bạn muốn thành tựu, bạn còn bao nhiêu thời gian nữa? Vẫn còn 3 năm nữa. 3 năm có đủ hay không? Đủ rồi. Dùng phương pháp nào đây? Dùng phương pháp chấp trì danh hiệu. Thời gian 3 năm chắc chắn bạn sẽ thành tựu. Nghĩa là cái duyên này cho bạn biết, 3 năm bạn có thể thành Phật. Không thành Phật được thì 3 năm bạn sẽ đi vào đường tam đồ. Có hai con đường, bạn chọn đường nào đây? Chúng ta chọn con đường thành Phật. Người bình thường nghe giảng vì sao không khai ngộ vậy? Vì họ nghe quá tạm, giáo trình quá nhiều, thầy giáo quá nhiều, nên không tài nào khai ngộ được. Thứ bạn nghe được chỉ là thưởng thức, là học thức mà thôi, chứ không phải trí huệ, không có giới định huệ. Trong nền giáo dục truyền thống của Phật Pháp phải có giới định huệ. Điều này không thể không biết được.